phiên chợ tháng thiếu. Hôm nay quên mất chờ anh Kiện anh gọi thì lại từ quay từ cơ quan ra. Cái này của anh 50 triệu vừa mới hỏi rồi. Các bác đang uống trà đá hết trong này, nắng lắm. Mấy con tám cửa nắng lắm. Quyết ơi, có con quê bên kia được đấy. Có cái quê bên kia được đấy. Đâu? Bên này này, đằng sau cái xe này này. Đúng rồi. Nhỏ nhỏ. Đâu? Vừa thấy để đấy được. Nhỏ nhỏ của ông này này, đây là cái dãy trước này này. Đẹp không? Tầm tạm chứ đẹp bây giờ chắc. Anh vừa bán một cục dã man. À đây. Ở đâu anh? 50 triệu của anh nhá. Đây xem nào. Điền các bạn, điền mà sao nó vắt nó vết rồi nhỉ? Nhìn xa tưởng quê quá, điền quá. Cũng lạ, điền mà vách vết này các bạn. Bởi vì thực tế cái tân đặc của nó là có, nhưng mà cái những cái này là những cái vết mà người ta vén cái rễ gió vào á, đâm ra là nó thành một cái vừa có cốt vừa có vách vết. Bánh bao đây. Có khách trong mắt mới ra thì có. Nếu mà ra tầm trời hôm trời mát hoặc còn buổi trưa thì anh em chịu khó ra tiếp khách thì có thể sẽ quay được những cuộc giao dịch, nhưng mình thường đi sớm quá. Cái này cao tự ra điền đấy nhỉ, nhìn xa thì tưởng quê hóa là vì nó có cái vách, nhưng mà đẹp đấy, sạch đấy, toàn đồ gấu nhỉ. Thế cây hôm trước bay rồi à? Trong làng. Ừ. Đấy đồ thế là đúng đây này này không nhớ hả? À? Này không nhớ cứ nghĩ hôm qua này còn này vừa lên đến cơ quan rồi phải quay lại đấy. Thế đấy, đi đến Cầu Giấy rồi đấy. Qua ngủ quê mất không sạc pin ra. Hai. Bánh bao đây. Sao rồi? Rồi chỗ nào? Bánh bao nóng đây. Cái pin này ông đếch là chả làm được. Lắm tiền lắm. Bánh bao đây. Lắm tiền á. Đất quê rộng nếu mà xuống ở dưới. Bánh bao nóng đây. À, thì bây giờ làm thế này mà. Bao nóng đây. Đấy là ở xa lắm rồi đấy, không thể xa hơn được. Bánh bao đây. Đi làm gần 20 cây số. Có tiền về anh có thế, nhưng mà tiền thì không có, nhưng mà đấy lại xa quá, lại gần quê quá. Mua và ông nào có tiền mua đầu tư thì được. Đất đai thì có bao giờ nó quay được cái cây hoàn thiện 50 cả. Cái loạt đợt trước là lên đường hết rồi nhỉ? À, lên hết rồi. Nhảy thế tốt. Cứ đạp phát này sướng hơn là nhặt mấy cái lưu diêu kìa. Chúng bán cái này là nó này thì nó làm tóc luôn. Nào. Mấy cái này nó tồn đông. Đó. Cây to nhưng mà cơ bản mình không đứng xa được. Nó hơi... Rồi. Lai nổ số các anh nhỉ? 0967. 0967. 113. 113. 013. Và các bố xem xong chả chụp lưu gì cả, cứ hôm sau lại hỏi. Mà nhiều lúc mình cứ đang đi ở đường lôi điện thoại ra thì không tiện trả lời, mình có nhớ số đâu. Đến chỗ này mát thì không này còn hết cả pin, không biết có quay được mấy video không. Rồi bể bãi cắt giật cây hoàn thiện rồi. Anh Tân đây định săn cái gì mà ra sớm thế? Hôm qua rồi, nó vào con này mà to thêm tí nữa là vào Thanh Hóa rồi. Lại còn thích to hơn đấy. Thích to hơn. Đấy. Thôi cứ làm mini này lên nào. Được, cứ lần lượt. Ai cũng đến lượt. Lúc nào có phần. Sắp hết pin, chúng này sắp hết pin. Hết pin cả người lẫn đi lẫn máy. Đấy, bóng dáng đẹp rồi các bác nhé. Cây này thấp thế này là đẹp rồi, muốn to hơn nữa thì mệt nhỉ. Nhà cổ.
chả biết có góc nó nhìn được hết chưa. Nó lùi lùi lại chợ dính vô hồ ấy. Đấy, so với chủ cây đây là biết nó cao tầm nào. Cao tầm mét rưỡi chứ mấy nhỉ? Mét tư. Từ mặt bệ lên mét tư. Đẹp đấy. Đây là đồ của vơi à? Này chuyển sang mai à? Mai chủ thủy. Nghệ vời biết bao giá bao nhiêu đây? 12 triệu. 12. Hôm nay cũng 5 điện được. Cơ bản bây giờ cứ sốt ở miền Bắc mình chỉ có sốt xanh xi thôi. Những đồ này thì đẹp với mấy thì nó cũng nó vừa phải. 12 triệu mốc tốt quá. Nghệ vời. Này có khi quay nhanh nhanh, sắp hết pin hôm qua ngủ quên mất. Hai giờ sáng mới ngủ. Trước khi đi ngủ cầm sạc vào tắt luôn cầm sạc. Thế hôm qua 2 giờ sáng mới ngủ đâm ra, thế là đặt lưng phát là ngủ bố nó mất. Sáng nay dậy cũng nhớ chưa sạc. May còn tí pin. Lấy cái sạc dự phòng. Cũng có nhưng mà vứt khắp nơi rồi. Người nó đeo lắm thứ quá rồi giờ. Cái này của vợ hôm trước quay rồi. Kéo nhé, như con trâu nằm. Rồi là ra phục vụ hai nghệ nhân à. Hai nghệ nhân có gì đặc sắc thì trưng ra đi. Quả hôm trước để nó cây ấy chả để. Đang đẹp rẻ rẻ. Chúng bỏ bao nhiêu nhỉ? Bảo 12 triệu trả để. Chúng bảo 10 gì? À, 10 đúng không? 12 triệu. À đây. Đó. Đang quay 12 triệu luôn. Quay. Quay cái lão, quay cái này 12 triệu. Bán được bao nhiêu? Bán được bao nhiêu? Chứ. Đấy, cây của đây là đây là đây từ đây đi. Cây này bao tiền này Thắng ơi? Bao Thắng với 7 triệu. 7 triệu, xanh Nam Điền. Xanh Điền Nam. Đấy. Đẹp đấy. Rẻ không mà. Chỉ có mua của Thắng với xuân trước mới được rẻ thôi. Đúng không? Đang làm rồi. Con Thắng là đã cặp rồi. Con Thắng bây giờ không đi đóng hài nữa đâu mà bây giờ đi. Có hài rồi, có hài rồi. Hài không thích. Hài không thích bằng đi buôn cây này. Vui hơn. Đấy, cây này là bao nhiêu đây? Nhỉ bác nhỉ? Con Thắng nhỉ? Con Thắng à? Con Thắng 4 triệu. 4 triệu, cũng là hiền đây. Hiền đây. Ý, chậu đẹp đấy. 4 triệu. Đang cần phá đây. Rồi. Bao giá đi Hiền Huynh. Con tá tàng phá này. À, từ con này trước đi. Con này quạt này bao nhiêu? 13 triệu. 13 triệu. Rồi quạt đây. Giải quạt. 13 triệu. Quay Hiền đấy. Hiền đấy. Sơn ký ra. Rồi nhất trí. Tham bảo. Xuân trước. Xuân trước xô xuân sau. Ui, tay giờ nó bị run quá. Sáng ngày bê cái thùng nước nặng quá. Đây là giật giật đây cả hàng chậu đây, hàng chậu dài đẹp mini đấy. Đấy. À, sao không xoay ôm chậu cho nó dễ nhé. Đấy hôm nay để bạn cha đó à. chậu cũng đẹp đấy, cần quay không? Chậu được, của nó quay hẳn nữa đi, chậu của nó chịu dưới mà. Đấy. Rồi, thế quay một lần thôi. Chậu nó chỉ dưới tàu. Chậu có dấu đàng hoàng kìa. Đấy. Đấy mà. Mình ít cái dán quạt nên là như một cái chậu cũng được. Cái chậu nó đẹp rồi nha. À. Chậu Trung Quốc chúng ta thì đúng rồi. Đúng không? Đó là chậu tàu. Cây này bán bao nhiêu? Đây 15 triệu thôi. 15 triệu. Tiền là xanh xanh xanh. Con tầng ngày hôm trước quay rồi đấy. Quay rồi. Báo giá lại cái nhỉ? Đây, đây là 9 triệu. 9 triệu. Đấy.
dành cho thợ về sáng tác. Đấy, cứ đọc số đi. Cây của bác cả 0982 0982 705 705 096 096. Có số coi là lại bốc hết đi. Nhìn nó cũng khó xin phép với hàng này chăn nuôi. Rồi, được. Cho thợ ở về. Vâng, về đây là hàng chăn nuôi. Cho thợ về vừa sáng tác vừa chơi. Đấy. Thích sáng tạo kiểu gì thì sáng tạo, thích đục cái gì thì đục. Đâu, hàng tán bằng phá. Cái hôm nay là bàn trà rồi. Ừ. Còn à. Thôi anh à. Hôm nay anh phải lại đi chơi tiếp. À đi. À đi, hay quá. Em nay quên mất, vừa mới lên cái quán lại quên lại. Thôi cứ làm đi. Có ngắm được gì không anh? Kia bên kia. Bây giờ mới đến đây. Kia có cây điện hạt được. Quê. Bây giờ mới đến đây, đi một vòng nữa. Ok. Anh cứ làm đi nhá. Vâng vâng. Còn còn cây nào nữa không? Đây, cây này. À một loạt. Cây này bao nhiêu? Đây, quay con đấy chị. Con này bao nhiêu đây? Đây 13 triệu. 13. 13 triệu. Béo nhỉ, vừa béo vừa lùn đấy. Đây, béo gì? Đây đây. Đây con đấy. 13 triệu con phôi này. Đâm luôn. Số điện thoại là 0982 705096. Vừa đọc còn gì nữa? Thì đọc cái cây này. Cây này thì vẫn là của anh. Của anh hả? À? Vẫn là số trước đúng không? Vẫn là số trước. Hàng ngũ cục ơi, đâm và lùn. Đâm và lùn. Cũng được, già đấy, hàng khô đấy. Khô. Khô thì chết mất chứ sao. Khô đốt phát là cháy ngay đấy. Cái này là nó sợ lửa. Cái này đốt bằng tiền. À, nó sợ lửa. Đốt bằng tiền. Các bác nhé. Đây này nó sợ lửa, lửa các bác phải tránh xa đi. Sáng sủa đấy, về thì sáng tác thêm. Sợ lửa nó khô mà, nó khô quá thì rất dễ cháy. Này gặp bác Hồ là cháy ngay. Các bác cứ lưu ý cho em là cái lửa phải tránh ra. Gặp bác Hồ là cháy đấy. Vâng ạ. Là. Cây hoa mai hồng ngọc bác ơi. Bác run tay quá, nhiều như bác khi trơn. Mai hồng ngọc ạ. Vâng. Hồng ngọc mai đấy ạ. Xuống các bác nhé. Đấy. Đối với bác rồi, cứ phải làm từ đỉnh xuống phát. Đấy, cũng đẹp. À. Sâu vết đấy. Sâu. Vâng, các bác cứ xem kỹ đi. Cái này bán thế nào? Dạ, bây giờ là 650 ạ. Đấy, hồng ngọc mai. Đang có quả đấy. Đang có quả. Sung này bác nè. Rồi, sung sướng. Sung. Bao nhiêu đây anh? Về là 1.500.000. Ok đấy. Tử vi thì bao nhiêu? À tử vi là tử vi 800. 800. Ừ. Tử vi 800. Đấy. Ok đấy. Thế còn trên xe này không phải đúng không? Hùng à? Hùng sao lại Hùng tưởng bên này? Đấy đấy, cả đấy. Đấy. Nhiều món khó chịu quyết đấy. Được đấy. Vàng đấy. Cái này của Hùng. Ngồi uống nước trong kia. Chả biết bao tiền. Các bác thông cảm, có chủ ở đây thì hỏi giá, thế không có thì chịu. Đấy, phải chịu khó như xuân trước thì ra báo giá. Bán âm ầm. Cách mọi miền Tổ quốc thì ở đây nhiều khi khó. Ok các bạn nhé. Ai xem như là HT là có xuân trước ngay. Rồi. Diễn viên chính. Diễn viên chính kiêm diễn viên phụ. Văn nghệ sĩ nhìn rất giống cây rồi. Cây lùn bao nhiêu người đấy. Lùn bao nhiêu. Một người rất tương tá trong quân đội ra đây. Đấy. Rồi được xem vậy rồi. Ok rồi đấy. Để sang phục vụ các bác khác nhé. Ơi, đầm lùn nhá. Rồi rồi.